Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Mục sở thị ETDZ Raster 200 2021. Kiệt tác cơ khí đặc nhất vô nhị, mức giá hơn 230 triệu đồng. Các chiếc ETDZ Raster 200 2021 mà mình sắp giới thiệu cho anh em bên dưới đây được sinh ra từ ý tưởng đầy táo bạo của những cơ ốc hàng đầu thế giới. ETDZ Raster 200 2021 chính là một cái tác phẩm nghệ thuật thứ thiệt trong cái làng cơ khí hiện nay. ETDZ Raster 200 2021 mang cho mình một cái kiểu dáng có 102 trên thế giới. Cái mẫu xe mới này là một cái chiếc tay ga có lối thiết kế ấn tượng nhất đó riêng với mình từ trước tới giờ, khi cái mẫu xe này thật sự không có quá nhiều chi tiết nhựa. Thậm chí các tia chiết nhựa ít ỏi trên cái chiếc ETDZ Raster 200 2021 còn bị cắt gọt táo bạo nhằm tôn lên những cái đường cong quyến rũ chết người ẩn chứa bên trong thiết kế của con xe. Cái cụm đèn lái của chiếc Raster 200 2021 là một trong những chi tiết rất được ETDZ trau chuốt, trong khi nó có một cái cặp đèn bi cầu rực sáng. Bên dưới cái cặp đèn bi cầu này còn có hai hốc gió giúp tối ưu hóa cái tính khí động học khi diễn ở tốc độ cao. Đèn hậu của ETDZ Raster 200 2021 có thiết kế là ôm sát cái phần đuôi vuốt nhọn của con xe. Phần dây chấn vùng cũng được dời xuống cái phần cấp sau để cho người nhìn có cảm giác thể thao hơn. Nó được cố định vào một cái bộ cấp bằng một cái thanh nhôm CNC cực kỳ chắc chắn. Cái chiếc Raster 200 2021 là một trong những mẫu xe công nghệ làm cho mình đau đầu nhất. Cái khung xương của ETDZ Raster 200 2021 là cái khung xương chạm mắt cáo có khả năng chịu lực rất cao. Việc không có sự xuất hiện của các chi tiết nhựa ở dàn áo đã khoe hết cái độ thẩm mỹ của phần khung xương này. Chúng không được đúc liên hối mà được kết nối với nhau bằng những chi tiết phát CNC chạm tròn tương xảo. Không những độc đáo mà còn giúp cho tôn lên cái tính mềm dẻo của cái bộ khung hôm nay. Riêng cái bình xăng của con xe này đã được đặt ngay trung tâm cái sàn để chân nhằm để hạ trọng tâm chiếc xe, tăng cường cái độ đầm chắc, di chuyển tốc độ cao. ETDZ Raster 200 sở hữu cho mình một cái bục giảm xóc xịn sò, tính từ điểm của nổi tiếng là Bootable trên tiếng. Không những êm ái mà còn có khả năng chỉnh được là sò phù hợp gần nhu cầu khác nhau của người chủ. Chèn chân con xe được tích hợp cái công nghệ lập phục giảm chấn độc lập, bắt trực tiếp vào phần khung sườn phía trước rất độc đáo. Một công nghệ mà mình chưa bao giờ từng bắt gặp nó. Thật sự nó cũng khiến mình thắc mắc về cấu tạo của những thứ bên trong như cổ lái và chẳng bàn. Cái mẫu xe này có một cái bộ mâm rất là sắc sảo, nhìn giống hệt với cái mâm CNC. Hệ thống thắng trước sau đều là thắng đĩa, ở dụng cho mình heo thắng của Rainbow 2-bit. Dĩ nhiên trên một cái chiếc xe cao cấp thế này thì không thể nào vắng được cái công nghệ ABS để đảm bảo an toàn cho người lái. Động cơ của ETDZ Raster 200 thật sự cực kỳ ấn tượng. Cái dòng xe này nó mang cho mình một khối động cơ dung tích là 200cc xanh đơn DOC 4 van, không những là bốc ở nước cơ đầu mà còn có công suất tối đa rất ấn tượng. Cụ thể động cơ tạo ra một cái công suất đa là gần 200 hp, đạt ở ngưỡng mô tô là 8.250 vòng/phút. Mô men xoắn cực đại là 17 Nm, tại ngưỡng mô tô máy là 6.250 vòng/phút. Cái có động cơ của ETDZ Raster 200 2021 được làm mát bằng hai cát nước ở vị trí bên dưới đèn hậu, một vị trí đón gió là cực tốt trong quá trình vận hành. Cái mẫu xe này được bán mức giá cực kỳ nặng. Cái phiên bản ETDZ Raster 200 2021 màu vàng két ở bên trên là phiên bản đặc biệt, được sản xuất chỉ đúng là 499 chiếc trên toàn thế giới. Hiện em ấy đang có mức giá bán tại thị trường Indo rơi vào khoảng 145 triệu IDR, đổi sang tiền Việt Nam vào khoảng 230 triệu đồng. Còn các phiên bản màu còn lại của ETDZ Raster 200 thì có mức giá bán khoảng 137 triệu IDR, tương đương là 217 triệu Việt Nam đồng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này, được chi tiết nhớ like, subscribe.